hàng trong xe. Mến chào toàn thể đại đình, chúc đại đình dồi dào sức khỏe và con nông dân được mùa bội thu ha. Nay sang về thêm một số máy cưa này thì về sang về khác, về đợt này cũng nhiều nha, cũng 6-7 cái gì đó. Sang chưa có cắt ha, giờ sang sẽ cắt. Và cả nhà thấy ai mà ưng ý máy nào thì liên hệ chụp trực tiếp sang đặng sang báo giá nha. Tại vì máy nếu mà anh em về chuyến này thì anh em thợ muốn lấy thì liên hệ số điện thoại gặp trực tiếp sang ha, đặng mà sang báo giá luôn cho. Còn khách hàng nào mà mua lẻ về sử dụng á, muốn chơi máy nguyên zin luôn á thì sang sẽ bán theo, bán bằng cái giá thợ luôn. Ok chưa? Về cho mình tự vệ sinh đồ này kia hết ha. Rồi giờ sang sẽ tiến hành cắt bọc, cắt giấy từ cái một ha, cho cả nhà tham khảo ha. Là cục máy đầu tiên nha cả nhà. Này là đóng giấy của thằng Toyota ha. Toyota Lexus luôn nha cả nhà. Xe tiền tỷ luôn nha cả nhà. Sao em không? Nè nè nè, em cắt chỗ này nè, nè, rút ra được rồi nè. Đó. Trời ơi, dạ. Quay video có ví dụ mà hơi lắc thì cả nhà thông cảm nha. Tại vì cắt quay trực tiếp nên không có vụ mà hoàn hảo hết được ha. Cả nhà thông cảm ạ. Trời ơi, nó dòm cho em một đống báo Nhật luôn này con. Rồi. Ồ. Ngon ngon. Còn gì trong đây không cả nhà? Chắc hết rồi quá, có thử rồi. Cái đó bỏ qua bên đi. Nhân vật chính nè. Đây là nhân vật chính. Trời ơi, con cái máy mở gói hết biết kỹ. Rồi, cắt. Cắt theo mấy đường rãnh nè. Ừ. Đây nha cả nhà. Máy về là muốn mà mua chơi gì thì ngon nha cả nhà. Đó. Về cho mấy anh nào mà biết vệ sinh á, đỡ tốn một tí ha. Cây này là cây Shinowa 407 nha cả nhà. Ô, làm quá đẹp. Cái này thì nó có cái bao lam luôn nha cả nhà. Đây ha, Shinowa 407 ha. Máy về chưa vệ sinh gì hết mà nó mới nè. Như máy vệ sinh rồi vậy. Để xem thử thôi. Ok. Mời mấy anh thợ nghe tiếng hơi luôn ha. Đây nghe mấy anh. Ok chưa? Rồi. Rồi, có máy này là máy số 1 Shinowa 407. Anh nào thích chơi kiểu này thì báo sang ha, sang bán cho cái giá hợp lý luôn. Còn anh em thợ nào mà hốt hết 60 cây hôm nay thì liên hệ luôn gặp trực tiếp em ha. Số điện thoại trên màn hình của em là có Zalo nha em anh. Rồi mà thấy mà video của em hay á thì nhờ mấy anh like giùm em nha, chia sẻ cho nhiều người cùng nghe xem nha. Rồi, tiếp theo tiếp tục cắt cái cục máy thứ hai nha cả nhà. Đây ha. Rồi, cắt giùm anh cái em. Máy thường thường thì quay một cái hai cái thì khách nó mày về gì đâu mà ít quá rồi sao mà coi cho đã. Nay thôi về cũng được nhiều nhiều nên sang sẵn tiện quay luôn ha. Chứ máy tiễn nên ít có khi nào mà được có nhiều lắm, tại vì đợt này nó dùng hàng hay sao đâu mà về nhiều quá. Thường thường thì một cái hai cái là thấy bà rồi. Nè, cắt theo cái đường rãnh này nè. Ừ, băng keo bả nó dày mà nó dẻo ha, giống như nó có một lớp giấy hay với lớp chỉ gì. Nè, đây cả nhà, băng keo bả nè cả nhà, giống như cái bao vậy. U, mạnh dữ. Rồi, này nè, chỗ này cái này, chỗ này cái này đi. Ô, Shinowa. Shinowa 350 nha cả nhà. U nè nè nè. Việt Nam mình đề nghị mấy anh chơi theo kiểu này ha. Đây, đã ha. Đã ha. Đó. 350, Shinowa 350 cả nhà ơi. Được làm đây coi coi. 350 hồi nó còn mới. Quá mới luôn. Quá mới luôn nha. Làm đây anh xin qua luôn nè ha, lử ha, lử theo của nó luôn ha. Rồi để xem thử máy. Ok, ngon, bay im lắm. Xem mời mấy anh nghe hơi nha, mấy anh thợ nghe hơi nha.
Rồi máy này máy số 2 ha, Sinowa 350. Ai thích máy này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp em nha. Thùng hàng số 3 nha cả nhà. Đây ha. Cũng là máy cưa luôn quá. Máy cưa. Rồi, cắt cho anh cái em. Mình mua hàng mình tiễn lựa nên mình sẽ chơi máy đẹp đẹp tí nha. Chịu khó mình bỏ tiền. Mình bỏ tiền ra mình phải biết cái mặt hàng của mình nó nhập từ đâu ha. Máy móc nó như thế nào ha. Chứ đừng có dạng, đừng có vội mà thấy rẻ mà mua nha. Ô, ghê. Ghê nha cả nhà. Ghê 410. Ghê 410 đây. Hệ của mấy anh miền Tây Lâm Đồng. Đây. Đó, ghê 410. Đẹp nha. Ồ, cái làm cho làm cung su nó luôn nè cả nhà. Làm còn chữ cung su luôn. Cái sen khỏi hơi. Hơi kéo muốn không nổi luôn cả nhà. Ok, sen sẽ cho gia đình mình nghe hơi nha. Ok, mời gia đình mình nghe hơi nha. Nghe hơi máy nè. Ha. Tiếng hơi là biết cái máy nó chắc như thế nào rồi ha. Rồi máy này là máy số 3. Ai thích máy này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp sang nha. À, cái này thì nó hơi hàng bãi nên nó hơi bị mắc lỗ chỗ này ha. Rồi ok, không sao, chuyện nó bình thường, quan trọng là máy móc dàn vỏ ở ngoài mà đó. Rồi liên hệ số điện thoại trên màn hình. Mấy anh mà biết xài thì lấy mấy cái máy này thì sang bán bằng giá với thợ nha mấy anh. Sang nói luôn ha. Tại vì mấy anh như thợ luôn rồi, còn gì nữa đâu, mấy anh biết về vệ sinh đồ này kia. Còn khách nào mà xài gia đình thích máy nào thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp em. Em sẽ báo giá vệ sinh chùi rửa nó sẽ khác với cái giá thợ của mình ha. Rồi. Thùng máy thứ tư nha cả nhà ha. Thùng máy thứ tư. Rồi, giờ sang sẽ tiến hành cắt ha. Rồi. Ok. Cắt này nè, cắt cho bằng keo này nè. Ô, thấy chữ Sinowa đó cả nhà, thấy cái bao làm nó chói vậy kìa. Rút cái làm luôn kìa, rút cái làm luôn kìa. Cái làm đẹp nha. Sinowa cả nhà ơi. Con này là con Sinowa. Sinowa 355 nha. Ôi, dòng máy hại của các anh miền Tây lữ dính vô đây luôn. Ồ, máy rất là đẹp nha. Máy đẹp lắm. Quá đẹp ha. Rồi, anh nào mà thích cái máy này liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp em nha. Rồi, như thường lệ là anh sẽ cho anh nghe hơi nha, mấy anh thợ nghe hơi ha. Ok, hơi hám ngon lành ha. Rồi, Sang sẽ quay máy tiếp theo ha. Tại video bữa nay nó hơi dài ha. Mong mấy anh xem hết video. Tiếp tục một cục máy số 5 nha cả nhà. Đây bọc gì còn yên nguyên ha. Rồi, nó bọc em ơi. Cái này mới gọi là cắt bọc nè. Đó, cắt gọn nhanh. Khi cái này nó còn nhớt, có bẩn luôn rồi thấy nha. Thấy dầu nhớt, nó chả là thấy biết rồi. Máy này ở bển chắc người ta đang sử dụng luôn á cả nhà ơi. Người ta đang xài á, rồi hết nhu cầu xài rồi đem đi bán á. Thôi bỏ ra đi, cái này trước nè, cái này nè. Em bán, Việt Nam có nhu cầu xài, mua lại. Ồ, 450. Máy còn đẹp như thùng. Đẹp quá. À, nói luôn nha, cái cục thun này nó bị đứt nha. Đây, cục thun đứt nè nha. Đâu đó cho nó rõ ràng. Máy đẹp. Ok. Hơi ngon. Đây, dàn hơi đây. Nghe dàn hơi nó sang nha. Đó. Quá ngon nha. Lam này thì chắc lam hệ luôn rồi, lam
giảm nhiệt, bơm thông, lử còn gì cui luôn. Cũng cần kỹ dữ ha. Xúc xúc tới xúc lui em mới rút được. Không thì ấy đi. Cắt đây. Trời ơi thông minh ghê luôn. Làm đẹp. Thôi làm đẹp, làm này làm khoảng 5,5-6 rồi cả nhà, làm lớn á, máy này lớn á nha. Shinowa 450. Hàng hệ. Ồ máy quá đẹp. Chỉ việc đứt cục thun này thôi. Đó. Mấy anh thợ nào bữa nay lấy hết này thì alo sang nha, sang đưa cho mấy anh luôn. Rồi ok, video nhớ thấy hay thì cả nhà nhớ like nha và đăng ký kênh giúp sang nha, để xem được nhiều video mới nhất ha. Máy này máy số 6 rồi, cái thùng máy nhìn thấy bự chà bá luôn. Rồi cắt nhân viên đây nè, đây nè, bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè, bên đâu đây cũng được nè. Máy không biết đường cắt luôn. Gì đây, máy cưa. Trời ơi, gửi cho cái nè. Này bên đây Việt Nam này không có giấy thì sao nó gửi giấy dữ thằng trời. Này chơi gói An Giang hay gì mà. Tiền giống như mà tiền cước gửi về chưa đủ tiền á, nhét thêm giấy vô. Đó được rồi. Nhưng mà được cái thì ở bển gói hàng thì ok, bậm gì rất là kỹ. Thích chỗ này, thích cái là kỹ. Rồi mình đây nè, đây nè. Thì có Shinowa nha, thấy Shinowa mờ mờ ảo ảo à. Cái lam nó còn nhỏ con kiến luôn cả nhà ơi. Quá trời cái máy này mới rồi. Ok, đây cái lam còn của con kiến cỏ kiến luôn nha. Con kiến cỏ cây chứ vậy. Đây. Shinowa 350, máy với đít còn đỏ. Luôn. Quá đẹp ha. Ốc còn vàng khè luôn. Cái lam quá trời đẹp. Rồi, nghe hơi thế nào, coi nó có bị cứng máy không. Ok ha, nghe hơi vậy là biết rồi ha. Ai lấy cái Shinowa 350 này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp sang ngay và luôn nha. Đó, anh em thợ thích này cũng alo sang luôn. Tại vì về máy hôm nay thì chắc được 7 cây. 7 cây, mà nếu mấy ảnh kiếm 350, 355 khá là nhiều. Ghê 410, nói chung là sang bán ở đây là những các máy dòng hệ là Shinowa 350, 355, ghê là ghê 410, ghê 370, nó mấy cái dòng hệ miền Tây. Còn mà muốn biết tại sao mà dòng hệ 350, 355 với ghê 410, 370 này kia đó hệ miền Tây thì sẽ có một video sang sẽ làm và chia sẻ cho cả nhà sau ha. Nay thì chủ yếu là về máy nhiều rồi, đăng lên cho anh nào mà không về chờ máy á, thì hôm nay có máy về rồi, nên liên hệ số điện thoại của em trên màn hình á, gặp trực tiếp em ha. Rồi em sẽ quay con máy số 7 là con máy cuối cùng. Cái này là máy số 7. Số 7 này nhìn nó mặt cười là thấy vui ha. Rồi tiếp tục cắt bọc em, cắt ở đâu cho nó gọn gọn đi, cắt ở đây đi, chỗ nào lấy ra được thì cắt. Này nè, anh thấy nó hai khớp nè. Cái này nó hai khớp à. Nè. Ừ, cắt đi. Đó. Ồ, còn bảo lam luôn. Máy này còn bảo lam nha cả nhà. Thì máy nào thì còn bảo lam thì Sang sẽ đưa cả nhà nha, còn máy nào mà không có bảo lam thì thông cảm giùm Sang nha, tại vì Sang nhập về sao thì Sang bán vậy thôi.
có thì Sang sẽ đưa, không có thì Sang sẽ không đưa được, thông cảm nha. Còn mấy chú mấy bác nào mà thường thường hỏi là tặng kèm này kia không đó thì Sang nói thật luôn là không có tặng gì hết, tại vì hàng về sao thì Sang bán như vậy, còn mà tặng ba cái đồ lặt vặt nó cũng không có đáng bao nhiêu, tặng thì cũng công tiền vô hết trơn rồi chứ không phải không cộng đâu. Tình nghĩa thì Sang ở đây Sang bao ship nó chuyển khoản đầy đủ thì Sang bao ship cho mình luôn ha. Ồ ghê, 370 mới vừa nhắc cái chát hồi nãy. Ô ghê cái lam, ô ghê cái bao lam, cái bao lam giục đi không cần thiết làm chữ nha. Trời ơi cu mát khu, ôi ơi nó đỏ, ôi ơi nó đẹp đẹp quá à. Đẹp quá hả à. Đây cô Mitsu G70 máy về chưa vệ sinh mà đẹp vậy, làm biến vệ sinh luôn á, nó đẹp quá rồi không biết vệ sinh như thế nào luôn. Nè hồi mới mới quá hồi đại lên đi. Ai thích máy số 7 này liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp Sang nha. Máy này nó quá trời nó mới nha, quá trời mới thiệt, máy mới quá. Thôi tạm thời là video Sang cắt bọc cắt giấy hôm nay kết thúc nha. Hẹn cả nhà video mà chùi rửa vệ sinh sau ha. Còn ai thích thì thích máy nào đó liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp Sang ngay nha, ăn Sang báo giá nha, tại vì số lượng máy về không có được nhiều ha. Hôm giờ cũng muốn đăng máy bán lắm mà thiệt hết không có máy, sao bữa nay về được 7 cái máy mừng khách lớn ha cả nhà. Rồi mong cả nhà nhớ like nha và đăng ký kênh để xem được video mà Sang chùi rửa sớm nhất ha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà.